lượt giữa các cầu thủ ngoại binh. Fagan phối hợp rất nhanh, đây là cơ hội để tung ra cú sút, vẫn còn, không vào. Vừa rồi là tình huống dứt điểm đầu tiên của Trương Minh Linh về khung thành của Viettel. Và đúng là trong một ngày thiếu vắng đi Quế Ngọc Hải cũng như là Bùi Tiến Dũng thì áp lực đến từ những cầu thủ ngoại binh của Hải Phòng sẽ là điều đáng xem trên sân hàng đấy. Thêm một pha bóng hay nữa. Trận đấu đã khởi đầu với sự hứng khởi đến từ hàng công của đội khách. Hai cơ hội dành cho Trương Minh Linh. Luis Silva đã không thể ngăn cản được Trương Minh Linh và để cho cầu thủ này có cơ hội ở nhịp xử lý bóng thứ hai. Rất may cho đội chủ nhà, đó là họ vẫn còn có tài năng ở Nguyên Mạnh ở phía sau. Cầu thủ xuất hiện của đá phạt góc cho Viettel, đó là Hoàng Đức. Rất nguy hiểm, không có một cầu thủ nào áo đỏ có thể tiếp cận được với trái bóng. Quá đáng tiếc cho tình huống băng vào và cố gắng dứt điểm cận thành vừa rồi của Pedro Paulo. Đó là cơ hội nguy hiểm nhất mà Viettel đã sở hữu kể từ đầu trận. Trước đó thì khung thành của họ đã trao đảo trước với những cú dứt điểm của Jeremy Linh bên phía đội khách Hải Phòng. Chơi cặp tiền đạo cùng với Pedro Paulo. Như đã nói thì với sự xuất hiện của Pedro Paulo, mọi thứ sẽ thay đổi cách tình huống rõ rệt. Sai lầm của Luis Silva. Fagan. Fagan và cơ hội dành cho Hải Phòng. Fagan không vào. Cú đá bơi. 1-0 dành cho Hải Phòng. 1-0. Đây là niềm vui của các cổ động viên đội khách. Phú Nguyên là người vừa ghi bàn. Một sai lầm đáng trách của Luis Silva, xử lý bóng thiếu quyết đoán. Và Fagan có quá nhiều những sự lựa chọn khi sộc thẳng vào khu vực 16m50 của đội chủ nhà Viettel. Tỷ số là 1-0. Như vậy là cho tới thời điểm này, cả 4 trận đấu của vòng đấu đầu tiên đã diễn ra đều đã có những bàn thắng được ghi. Chúng ta sẽ cùng xem lại cú đá của Fagan. Và công việc còn lại của Phú Nguyên là vô cùng đơn giản. Hải Phòng vươn lên dẫn 1-0. Và đây là cơ hội thứ 3 mà họ sở hữu ở những phút thi đấu đã trôi qua của trận đấu này. Lại thêm một bất ngờ nữa. Tân Bình để lại nhiều ấn tượng. Sút bóng rất nguy hiểm. Đó đã là tình huống dứt điểm thứ 4 của Hải Phòng kể từ đầu trận. Ta sẽ cùng xem lại pha dứt điểm của Hữu Khôi. Bóng đập đất mà dần dần thì hình ảnh thực sự của các đội bóng sẽ được lộ diện sau vòng đấu đầu tiên. Và bóng đá không phải là những phép tính trên giấy. Fagan sút bóng. Đó lại là một tình huống từ góc hẹp của Fagan. Hai cầu thủ tiền đạo của câu lạc bộ Hải Phòng đang chơi một cách đơn giản nhưng hiệu quả. Từ Hà Nội cho tới Viettel, ít nhất là cho tới thời điểm này. Jomeling. Fagan. Rất bình tĩnh. Dứt điểm. Không vào. Quá đáng tiếc cho câu lạc bộ Hải Phòng. Một pha bóng mà Nguyên Mạnh đã hoàn toàn bị bất ngờ. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Cú pha bóng của hậu vệ Viettel chạm vào chân của Jeremy Linh. Bóng trôi về phía cột dọc. May mắn đứng về phía đội chủ nhà ở pha bóng vừa rồi và họ đã không phải đón nhận bàn thua thứ hai. Một hiệp đấu đầy khó khăn với Viettel. Họ vấp phải sự bế tắc khi chơi bóng bên phía phần sân đối phương. Ngọc Sơn. Vinicio chân trái. Không vào. Cần phải nhớ rằng trong khung thành của Hải Phòng vào lúc này là một tuyển thủ quốc gia. Văn Toàn sẽ phải chứng minh được khả năng của mình để cùng với đồng đội bảo vệ thành quả mà họ đang có được trên sân vận động hàng đấy. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha ra chân của Duy Thường. Đó được coi là tình huống dứt điểm trúng đích đầu tiên của câu lạc bộ Viettel ở hiệp đấu này. Vào đây, vào đây. Vào đây. Vào đây. Vào đây.
Phú Nguyên. Khá hay. Jeremy Linh, phía trong là Fagan. Jeremy Linh, Fagan. Quá đáng tiếc. Thêm một cú sút nữa. Không có tài năng của Nguyên Mạnh thì Viettel đã phải đón nhận từ 2 tới 3 bàn thua. Cú đá bồi là của Hữu Khôi. Trung vệ Luis Silva đang chơi rất tồi ở hiệp đấu này. Dễ dàng để cho đối phương vượt qua. Đây là một pha bóng mà Jermelin đã chơi đồng đội, tạo cơ hội cho Fagan. Trong hiệp 1 thì những bài đá phạt của Hải Phòng là tương đối đa dạng và hiệu quả. Và đá phạt của Trung Hiếu, đó là một cú đá thẳng. Hoàng Đức cố gắng vượt qua hai cầu thủ Hải Phòng. Căng ngang. Rồi, cứu vào. Đó là pha bỏ lỡ của Pedro Paulo. Một chút nữa thôi là Viettel đã có thể săn bằng tỷ số. Một tình huống rất nguy hiểm. Và công đầu thuộc về Hoàng Đức, người đã nỗ lực để vượt qua hai cầu thủ Hải Phòng bằng nền tảng kỹ thuật cá nhân của mình. Đáng tiếc cho đội chủ nhà khi Pedro Paulo không thể có được tình huống dứt điểm một chạm. Anh mất hai nhịp và thủ môn Văn Toàn cùng hậu vệ Trung Hiếu đã làm tất cả để bảo vệ khung thành của đội khách. Hải Phòng đang dẫn Viettel với tỷ số 1-0 bằng bàn thắng duy nhất của Phú Nguyên. Trong 10 phút thi đấu đầu tiên. Tốc độ của Venasio. Nhận thấy Văn Toàn đã băng ra hơi xa khỏi khung thành, Venasio cố gắng để tung ra một cú đá ngay. Đó là một pha dứt điểm không đủ mạnh và không đủ khó. Pha tăng tốc và đua tốc độ với Mạnh Hùng. Tính an toàn của khung thành Hải Phòng vẫn đang được đảm bảo. Điều đó chưa tới. Bóng vừa chạm đầu của Pedro Paulo. Và Văn Toàn một lần nữa cho thấy là anh có những phán đoán chính xác và thời điểm ra vào hợp lý như thế nào. Đổi cho Duy Thương. Quá đáng tiếc. Cơ hội dứt điểm hiếm hoi ở trong hiệp đấu thứ hai này. Trong số 3 cơ hội 10-10 mà Viettel sở hữu thì có 2 thuộc về hậu vệ cánh phải Bùi Duy Thường. Cả hai cú sút đều được thực hiện ở cự ly tương đối giống nhau. Phạt bóng. Nhưng như đã nói như thế là quá ít với một ứng cử viên vô địch nếu như họ duy trì được kết quả hiện tại. Bóng không thể tới được vị trí của Trương Tiến Anh. Thế Cường. Bàn công dành cho đội áo vàng. Fagan. Quá người. Fagan không vào. 1-1 với cầu về nội bình ở V-League có lẽ là một bài toán. Khá hay. Rồi, không vào. Cú sút được thực hiện bởi Nguyễn Đức Hoàng Minh. Đây là phút đá bù giờ thứ 3. Hai bên đều đã hết quyền thay người. Và trong những phút vừa qua thì Hải Phòng phải chơi với 10 cầu thủ trên sân khi mà Trương Minh Linh gặp chấn thương. Dương Văn Hào không thể dứt điểm. Hai tình huống cản phá liên tiếp thành công được thực hiện bởi Đặng Quang Huy. 2-1. Và đó là một tình huống dứt điểm thẳng về khung thành của Nguyên Mạnh. Phút đá bù giờ thứ 5.
lệnh kết thúc trận đấu đã vang lên. Hải Phòng giành 3 điểm trọn vẹn. Một vòng đấu đầu tiên với quá nhiều bất ngờ. Nam Định và Hải Phòng, những đội bóng bị đánh giá thấp hơn, đã giành thắng lợi trước đương kim Á quân.